len lỏi qua dòng kênh tại phân khu C4, phân khu A1 của vườn quốc gia Tràm Chim. Thời điểm này, chúng ta dễ dàng bắt gặp từng dạt sen hồng xen lẫn với bông súng đỏ. Chạy qua đoạn nước phèn trong vắt sẽ bắt gặp những thảm hoa li ti vàng ươm cả dòng kênh. Và đây chính là dòng kênh hoa nhị cán vàng với chiều dài hơn 3 km. Và điều đặc biệt là khung cảnh tuyệt vời này chỉ xuất hiện một lần trong năm. Trong những lần đi công tác bảo tồn thì chúng tôi thấy cái hoa nhị cán vàng này nở trên dòng sông rất là đều và đẹp, và du khách đến đây thì họ đều rất là thích. Điều đặc biệt tại vườn quốc gia Tràm Chim năm nay không chỉ có nhị cán vàng mà nhị cán tím cũng đang khoe sắc. Hoa nhị cán vàng mọc ở phân khu A1, còn nhị cán tím mọc ở phân khu A5 cách nhau hơn 15 km. Thế nhưng để hoa nở đều và cùng màu độc đáo này, đó là kết quả của quá trình bảo tồn tại đây. Chính yếu tố chua ở nước phèn và độ pH tăng hoặc giảm sẽ kích thích hoa nở màu vàng hay màu tím. Năm nay thì với kết hợp giữa hai cái yếu tố, một là yếu tố về thay đổi sự điều tiết nước, cái thứ hai là kết hợp giữa cái mà lượng mưa xuất hiện cũng khá là nhiều. Chính như thế thì những cái lượng phèn ở bên trong nó được tích tụ, đặc biệt chính như thế năm nay giữa hai cái khu vực này nó có cái sự xuất hiện rất là nhiều. Giữa hai cái loại khu A5 thì nó nhị cán tím cũng đã xuất hiện, và khu A1 đặc biệt là cái tiếng từ C4 đến Chú Thọ thì nhị cán vàng rất là nhiều. Nhị cán là một loại rong mà người miền Tây trước kia gọi là rong đuôi chồn, mọc nhiều ở các cánh đồng sâu và phèn nhiều. Tuy nhiên, loài hoa bản địa này dần ít đi ở miền Tây, giờ chỉ mọc nhiều ở các khu bảo tồn như vườn quốc gia Tràm Chim. Với sự biến đổi khí hậu làm cho nguồn nước ở thượng nguồn về trễ và không có nhiều nước như năm nay, dẫn đến các loài thực vật cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên, với sự tập trung nghiên cứu khoa học của trung tâm đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học nơi đây, đã làm cho nhiều loài hoa nở lung linh sắc màu giữa rừng tràm xanh mướt. Trong năm 2021 thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng các kế hoạch, trong đó là có thực hiện một cái đề tài về phục hồi cái bãi hoa Hoàng Lộ Ấn. Tôi hy vọng là để thực hiện cho tốt, để mà làm sao mà trong cái vườn quốc gia Tràm Chim lúc nào nó các bạn tới nó cũng có một cái bãi hoa cũng như là các loài thực vật đặc hữu của vùng, để mà từ đó là góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như là kết hợp với việc khai thác du lịch để mà tạo cái sản phẩm đặc trưng cho cái vùng. Với ưu thế bảo tồn hơn 130 loài thực vật bản địa, nhiều loài cho ra các loại hoa đẹp. Vì vậy, làm tốt công tác bảo tồn sẽ giúp cho du khách đến đây có nhiều bức ảnh đẹp, trải nghiệm độc đáo. Qua đó cũng làm cho sắc màu vườn quốc gia Tràm Chim có nhiều nét chấm phá hơn.